Chào bà con, chào các bác. Nay Phương Bò review bán hộ ông anh cặp bò dòng Ta Pha. Mẹ con. Nay dạo này dịch đâm ra em cũng không đi được xa, quanh quanh gần nhà. Em review chi tiết cho các bác xem. Bác nào mà ở gần khu vực đây thì có thể mua được. Ở mẹ mẹ để ba lứa nha các bác nhé, dòng dòng Ta Pha. Mẹ chân móng này. Thái Bình, dòng này thì các bác là rất là dễ chăm, ăn tốt. Còn con là dòng Lai Xin nhé, Phan Đại Mang này. Dòng này là vừa rồi gia đình lấy sợ bò không khó đẻ, nên đã lấy dòng Man. Lứa này là thụ tinh 3B nhé. Đấy, con này đã có giống, con này là được 5 tháng này. Con mẹ lại có giống 3 tháng này nha các bác nhé. Dòng này thì thực sự các bác là rất là mắn đẻ, dễ nuôi. Con bò này nó rất thuận tiện. Cặp bò này có giá là 43 triệu. Dòng rất là khuôn tiền nha các bác nhé. Mẹ con cối rất là thuận. Dòng này thì rất là dễ chăm. Đầu. Đấy, cái lưng. Đấy, chân bóng nhá. Rất là thuận luôn. Bốn vú rảnh. Cặp bò này nếu bác nào mà điều kiện chăn vừa phải, không chăm được tốt thì nên nuôi những dòng này thì rất là dễ nuôi. Thì dòng này nó hay ăn, dễ chăm sóc mà đẻ năm một. Dòng này em thấy cũng rất là khuôn tiền. Ví dụ con này. Con này các bác nuôi thêm một đôi tháng bán được độ 17 18 triệu. Còn con mẹ nó rất là ít tiền. Mẹ con đều dòng Ta Pha nhé. Con quái chuẩn luôn nhé. Gia đình chăn rất là kém nên là nó không được nhỡ lắm, người ta không chăn cám. Như con bò mẹ này các bác nuôi dòng này nhiều rồi, các bác biết dòng này thì lúc nào trái mình nó cũng giữ mình, kể cả đang nuôi con. Đấy, đối rất là thuận nhé. Dòng này phù hợp cho bác nào mà thích dòng khuôn tiền. Lên móng này, bổ sữa rồi. Phần do rất là tốt nhé. Dòng này thì nó thật sự các bác là nếu bác nào điều kiện chăn chăn dắt bình thường thì nuôi những dòng này thì rất là lợi. Vì thực ra là cái dòng này mình chăn đơn giản nó vẫn giữ được mình. Đấy, em nhìn trái mình. Con này về nếu bác nào chăm cho thêm một chút cám con này cho nó nhanh nhanh hồi. Đấy. Điều kiện bác chăn hơi kém nên là nó không được đẹp lắm. Giá rất hợp lý nhá, 43 triệu. Đấy.
ưu tiên cho bác nào ở gần khu vực. Thì thực ra là ở xa đợt này nó cũng đang giãn cách xã hội, không chuyển được. Chắc phải tầm 10 ngày nữa em mới lại buôn bán trở lại bình thường. Đây, em review chi tiết lại cho các bác xem một lần nữa này. Đây, con này. Con mẹ này là đẻ thứ ba nhé. Con này chiều cao nó rơi khoảng 1m20 nhé, 1m22. Đấy. Dòng pha lai chim lùn. Đấy. Nối rất là quận. Đấy, bác nào có nhu cầu sử dụng hàng khuôn khuôn tiền thì điện thoại trực tiếp cho em. Đấy, con mẹ này, con này được 5 tháng nhé. Này. Con chân móng rất là chuẩn nhé. Con 5 tháng này. Con mẹ này là lấy giống được 3 tháng rồi nhé. Nếu này là thụ tinh 3B nhé các bác nhé. Đấy. Giá rất là hợp lý. Cặp bò này có giá là 43 triệu nhé. Ưu tiên cho bác nào ở gần đây nhé. Đấy. Giá rất là ok. Bác nào có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho em rồi. Đấy. Cặp bò rất là nhẵn nhụi, vừa tiền. Các bác nào nuôi cũng nhanh thu hồi vốn. Thì thực ra là con B nó đã được 5 tháng, các bác nuôi thêm 2 tháng nữa thì bán cũng được tầm 10, em cứ tính độ 17 triệu thôi, không lấy nhiều. 17 thì có con mẹ nó rất là ít tiền. Mẹ lại có giống 3 tháng. Đấy, bác nào có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho em rồi. Chào các bác.